tỉnh thức ạ. Ai tỉnh thức comment số 1 đây ạ. Tỉnh thức á, chứ không phải ngủ nha. Ok, rất tuyệt vời. À, trong cuộc sống của anh chị em mình lúc này rất là cần sự tỉnh thức ạ. À, hãy cho phép mình yêu thương để mình sống trong tỉnh thức, để còn thức tỉnh người khác nữa, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Rất nhiều anh chị em đang tỉnh thức. À, tỉnh thức để làm gì ạ? Để thực sự mình sáng, mắt mình sáng thì mình phải thực sự sáng, đúng không ạ? Mắt mình sáng phải thực sự sáng. Tỉnh thức để tìm thấy được cái ý nghĩa sống trong cuộc đời của mình. À, tỉnh thức để đi tìm kiếm cái đam mê, cái khát vọng của mình. Tỉnh thức để đi chinh phục cái mục tiêu cuộc đời của mình, đúng không ạ? Và hành trình của chúng ta đi trên cái con đường, tôi ý thức rằng là mình rất là tỉnh thức chứ không phải vô minh như trước đây. À, trước đây tôi đã có một cái giai đoạn vô minh tin những cái điều không đáng tin. À, vô minh đang tỉnh thức để biết, để thấy, để hiểu, để mình hành động đúng thôi, đúng không ạ? Và tháng 3, thưa anh chị em, là tháng 3. À, tháng 3 là tháng mà tôi lấy chủ đề cho anh em mình là tháng của sự hành động. Tháng 3 là tháng của sự hành động. À, và hôm nay chúng ta nghe cái tờ kinh số 5 của cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân. Anh chị em nghe lại tờ kinh này, anh chị em có cảm xúc không ạ? Có cảm xúc không ạ? Và mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của bạn là gì? Ba việc mình cần làm mỗi ngày. Ba việc quan trọng nhất anh em mình cần làm mỗi ngày là ba việc gì? Và 100 người cùng đồng hành với anh chị em để xây dựng ước mơ cuộc đời của mình là ai? Và mình làm gì để có nhiều người hơn cùng đồng hành với sứ mệnh của mình? Và bạn hãy ghi và trả lời câu hỏi này giúp tôi nhé. Bạn có thể, bao nhiêu bạn trong phòng Zoom mình hiện nay này? Bao nhiêu bạn đang ngồi trong phòng Zoom hiện nay này? Đang bỏ thời gian của mình để đi kiếm tiền ạ? Hãy comment số 2. Bao nhiêu bạn đang bỏ thời gian của mình á, tức là cái thời gian của mình được Thượng Đế trao cho mình á, bao nhiêu bạn đang bỏ cái thời gian của mình đi kiếm tiền ạ? Ok, rất nhiều đúng không ạ? Rất nhiều. Còn nữa không ạ? Bao nhiêu bạn đang bỏ thời gian của mình đi kiếm tiền? Đang bỏ thời gian của mình đi kiếm tiền á? Ok. Rất nhiều. Cảm ơn anh chị em. À, rất nhiều anh em vẫn đang bỏ thời gian của mình để đổi lấy tiền. Rất nhiều anh chị em vẫn dùng thời gian quý báu của mình đi kiếm tiền. Vậy tôi hỏi là bạn có thể bỏ thời gian của mình để đi kiếm tiền? Bạn bỏ thời gian quý báu mà Thượng Đế trao cho bạn đó để bạn đi kiếm tiền, nhưng bạn có thể bỏ tiền để mua lại thời gian của bạn không? Tất cả chúng ta cứ lao ra dùng thời gian của mình đi kiếm tiền, nhưng bạn có thể bỏ tiền mua lại thời gian của bạn không? Câu hỏi này nhức đầu sóc óc á, đúng không ạ? Bạn bỏ thời gian đi kiếm tiền đi, bạn bỏ thời gian quý báu của bạn đi kiếm tiền, nhưng bạn có thể bỏ tiền mua lại thời gian của bạn không? Không đâu. Đố ai bỏ tiền tỷ ra mua lại một giây của ngày hôm qua của mình? Đố ai bỏ ra nhiều tỷ mua lại một giây ngày hôm qua của mình? Nhưng mà khốn khổ thay, tất cả chúng ta đều cùng nhau làm một cái việc là cực kỳ lãng phí thời gian của mình và của nhau. Tôi tiếc cái khoảng thời gian của tôi lắm. Đến bây giờ thì khi mà tự tôi đặt câu hỏi này cho chính mình,
Và tôi tiếc vô cùng cái khoảng thời gian mà mình đã mất vô nghĩa bởi ai đó, bởi một việc gì đó trong quá khứ. Tuy nhiên đó cũng là bài học anh chị em. Đó cũng là bài học. Tôi tiếc ghê lắm. Nếu như tôi đã coi, nếu như 5 năm trước mình như bây giờ, mình ý thức rằng cái thời gian của mình quý trọng như bây giờ, để mình trân trọng từng phút giây hiện tại của mình, để mình sống có ý nghĩa hơn, mình làm được nhiều việc hơn. Tôi tiếc lắm cái khoảng thời gian của tôi đã dành để chăm sóc, đã dành để cho một số con người không phù hợp, để họ cướp lấy cái thời gian của mình, cướp lấy công sức của mình mà không tạo ra giá trị. Tôi tiếc lắm anh chị. Nhưng mà đó là bài học của tôi thôi. Bài học. Và anh em mình đều giống nhau, đúng không ạ? À, hãy comment là anh em mình đều giống nhau. Anh em mình giống nhau là rất lãng phí thời gian. Comment đi ạ. Anh em mình rất lãng phí thời gian. Comment anh em mình giống nhau hết. Tôi giống các bạn. Các bạn cũng giống tôi. Rất lãng phí thời gian. Để câu hỏi hôm nay, để thức tỉnh anh chị em mình với cái tờ kinh ngày hôm nay. Với tờ kinh ngày hôm nay, nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình, vậy mình có bỏ ngày hôm nay để mình đi kiếm tiền không? Hay là bỏ cái thời gian quý báu của mình đi kiếm tìm hạnh phúc, kiếm tìm sự bình an, kiếm tìm giá trị? Và nếu mỗi ngày anh chị em mình dùng thời gian để nâng tầm trí tuệ, để gia tăng giá trị cho mình và người khác, và để phụng sự xã hội, thì thời gian đó nó tạo ra nhiều tiền hơn nhiều, và nó để lại nhiều ý nghĩa hơn nhiều, đúng không anh em? Đấy. Vậy thì giật mình, tự mình trả lời câu hỏi, bạn có bỏ thời gian của bạn để bạn mua, bạn có thể bỏ tiền để mua lại thời gian không? Không, đúng không ạ? Cho nên là đừng lãng phí thời gian. Khi mà, tại vì cái nghi thức của anh chị em hôm nay là 2:35, tự nhiên tôi dậy rồi. Tối qua 11:15 ngủ, nhưng mà hôm nay 2:35 tôi giật mình, tại vì hôm nay tôi quên để chuông điện thoại. Cho nên là 2:35 lúc đó tự nhiên cái giật mình tỉnh thức, cứ nghĩ là sáng, cứ nghĩ đến giờ rồi. Dậy xem đồng hồ thì mới có 2:35, thì còn có 25 nữa ngủ làm gì nữa, dậy luôn. Và từ lúc 2:35 đến giờ thì tôi có 1 tiếng được thiền, còn lại là làm được rất nhiều việc anh chị em, rất nhiều việc. Đấy, thì cái thời gian của mình tôi ý thức rằng là nó quý lắm. Vậy thì anh em mình, mỗi phút giây trong ngày của anh em mình á, anh mình hãy trân trọng thời gian anh chị em. Hãy trân trọng thời gian. Xem như thời gian của mình là vàng, còn có thể xem nó là kim cương thì càng tốt. Đó, quý trọng thời gian của mình. Xem như ngày hôm nay, và thời gian của mình thì nó có 3 cái thì. Thì quá khứ là qua rồi, hiện tại, còn tương lai thì chưa đến. Vậy thì quý trọng thời gian của mình là quý trọng giây phút hiện tại, đúng không ạ? Mỗi giây phút hiện tại hãy tập trung tuyệt đối vào một việc gì đó bạn làm thôi. Mỗi thời gian tập trung tuyệt đối vào việc mình làm thôi, để hiện hữu trong yêu thương, để hiện hữu mà trong yêu thương cơ, để hiện hữu nó. Đừng khi mà ngồi với một ai đó lại nghĩ một người khác. Đừng đang làm một việc này mà lại nghĩ một việc khác. Hãy tập trung, bởi vì tập trung nó có sức mạnh rất lớn để nó mở rộng ra. Đó là định luật, đúng không? Cái gì bạn tập trung vào thì nó sẽ được mở rộng ra. Tức là tập trung nó sẽ gia tăng giá trị đấy. Cho nên bạn hãy tuyệt đối tập trung dành cái phút giây hiện tại của mình. Nếu như hôm nay trên phòng Zoom của mình, tôi biết cái bạn mà để mic ấy, khi mà tôi nghe thấy sự ồn ào như vậy, thì tôi biết là trong phòng Zoom của mình có nhiều người không vui lắm. Nhưng mà đối với tôi giữ được một cái trạng thái rất là tĩnh thôi. Cho nên những cái điều đó nó đến với mình rất là bình thường thôi. Tôi đón nhận nó rất tự nhiên, không có buồn, không giận, kệ nó tự động hết. Và cảm ơn đội phụng sự đã hỗ trợ thầy là tắt mic kịp thời, đúng không? Để mình nghe cái đoạn kinh Phan Thiên Ân không bị nhiễu nữa. Tức là cái bạn mà
mà để mic như vậy là bạn không hiện hữu, bạn không hiện hữu đấy, và bạn không quý trọng cái thời gian của mình, và bạn cũng không tôn trọng cái thời gian của người khác, đúng không ạ? Cho nên cái bạn mà để mic đó, đó, bạn ấy đã làm cho một số người chưa đủ tỉnh có một cảm xúc không vui. Và bạn biết khi bạn làm một điều gì đó làm cho người khác không vui, người khác khó chịu với cái điều của bạn, là bạn là người tạo nghiệp. Bạn có biết cái luật này không ạ? Giống như ở hẻm nhà tôi đó, có một cái nhà mà họ hay để mấy cái cây, cái chậu cây kiểng á, nó lò ra trước sân, và cái xe hơi của người ta đi qua thì nó hay bị vướng. Cho nên là mỗi khi mà có một chút xíu cản trở là cái chỗ đó nó bị tắc lại. Và mỗi lần tắc như vậy thì hầu hết những tài xế đều khó chịu với cái sự việc đó. Và bạn có biết rằng là khi mà người tài xế khó chịu với sự việc đó của cái gia đình đó để lại, thì cái gia đình đó nó tạo cái nghiệp rất lớn. Và nếu xét ở cái góc độ nhân quả thì gia đình đó rất dễ bị tai nạn giao thông. Anh chị em suy nghĩ đúng không ạ? Rất dễ bị tai nạn giao thông. Và nó đúng thật như vậy, anh chị em. Cho nên là phàm những việc mình làm, hãy ý thức rằng nâng tầm trí tuệ để tỉnh thức, để gia tăng giá trị cho người khác, để phụng sự xã hội, để nó tạo ra một cái phúc đức cho mình. Chứ đừng làm điều gì đó mà cùng cái thời gian đó làm ảnh hưởng đến người khác, và lúc đó mình tạo nghiệp cho mình. Mình gỡ lại không kịp đâu. Mình làm cái gì để cho người khác tức giận, khó chịu, và trong lòng người ta bỏ nó ra một cảm xúc tức mình, khó chịu với mình. À, và người ta nghĩ, người ta nổi cái rủa mình không, mình cũng chết rồi. Đúng không ạ? Đấy, cho nên cái thời gian của anh em mình quý trọng lắm, để gia tăng giá trị, để mà trân trọng thời gian của mình. Và mỗi khoảnh khắc trong ngày của thời gian của mình, hãy dùng nó để nâng tầm trí tuệ. Hãy dùng nó để gia tăng giá trị cho mình và người khác. Hãy dùng nó để phụng sự xã hội, chứ đừng dùng nó để làm thiệt hại cho ai đó. Không nhất thiết phải thiệt hại về tiền đâu. Thiệt hại về tiền là cái thiệt hại thấp nhất. Tức là làm cho ai đó mất tiền là một cái thiệt hại thấp nhất. Nhưng mà người ta cứ tưởng là làm cho ai đó mất tiền là thiệt hại lớn, không phải vậy đâu. Làm cho ai đó thiệt hại về mặt cảm xúc, làm cho ai đó thiệt hại về mặt giá trị, làm cho ai đó thiệt hại về uy tín danh dự của người khác, đó là thiệt hại lớn. Và cái nghiệp đó nó lớn lắm, cái ý nghiệp nó ghê lắm. Còn khi mà hiểu hết các cái luật và nắm rõ thì anh chị em thấy cái ý nghiệp nó ghê lắm. Có những cái suy nghĩ hủy hoại người khác, muốn cho cái cây nó chết, đứng đó nhìn nó không nói gì hết, trong tâm trí rủa nó, chửi rủa nó, thời gian cây nó sẽ chết. Chứ chưa nói con người cũng vậy. Con người của mình có một cái rất tuyệt vời, đó là cái cảm xúc. Cho nên hãy làm, anh chị em làm điều gì đó cho người khác vui, cho người khác hân hoan, cho người khác tuyệt vời, xây dựng cho mình cái sự tập trung, cái trạng thái cơ thể và cái ngôn từ để làm cho người khác vui, người khác tuyệt vời, thì cuộc sống của mình sẽ tuyệt vời. Thì lúc đó các bạn sẽ gieo thật nhiều cái điều tuyệt vời. Đó có ba cái điều mà thầy Tony Robbins nói để cho mình thay đổi được cảm xúc, thay đổi trạng thái cơ thể. Một là sự tập trung, tức là cái điểm tập trung đó, bạn tập trung vào cái điều gì thì nó sẽ được mở rộng ra. Thì hãy tập trung cho cái điều tích cực, tập trung cho sự thịnh vượng, tập trung cho sự bình an, thì những cái khác nó bị đẩy đi, đúng không ạ? Và cái trạng thái cơ thể vật lý của mình đó, cái con người của mình đó, bạn đừng có bây giờ lúc nào cũng ủ rũ. Tôi thấy trên phòng Zoom có nhiều bạn, trời ơi, đã thức dậy 5 giờ, 4 giờ rưỡi với nhau rồi. Đã cùng với nhau thức dậy 4 giờ rưỡi rồi. Mình quý cái thời gian này như kim cương vậy. Thì hãy dậy nó với một trạng thái cơ thể rất tuyệt vời như vậy. Đúng không ạ? Hãy ngồi ưỡn ngực ra. Đúng không ạ? Hãy ngồi với một trạng thái rất là thần thái. Đó. Hãy ngồi với một cái phong thái rất tốt. Và trong ngày hãy đón nhận mọi người, đón nhận mọi cái tình huống trong ngày của mình với một cái trạng thái cơ thể nó đỉnh cao nhất, nó căng phồng ra, chứ đừng có úp mình lại như thế này, lãng phí lắm, đúng không ạ? Cái trạng thái cơ thể mình quan trọng lắm đấy. Cho nên hãy phóng mình ra, hãy thư giãn, hãy phóng mình ra,
và đặc biệt là khuôn mặt của mình ấy. Tôi quan sát trên phòng Zoom có nhiều bạn sao mà đau khổ vậy? Cái khuôn mặt của mình tại sao mình không để cho nó một rạng ngời lên, một cái thần thái tốt lên? Trong tâm của bạn nhiều điều quẩn khúc lắm sao mà ngồi nhung mặt như, tức lúc nào cái mặt cũng đau đớn như vậy? Tại sao cái mặt của mình không rạng ngời ra, cái trạng thái cơ thể của mình không tốt ra? Đúng ạ, là thiền để thư giãn mà, năng lượng tốt mà, cho nên tại sao mình không để cho một cái trạng thái cơ thể của mình nó tuyệt vời, một cái năng lượng rất tốt? Và các bạn đi bán hàng mà các bạn giữ cho mình một cái trường năng lượng, ngồi tư thế đĩnh đạc vào, đúng không? Khuôn mặt của mình tươi vào, vui vào, và gặp bất kỳ ai họ cũng thấy mình đang rất năng lượng và giống như đang cười. Và anh chị em đã biết tôi, tất cả lúc nào anh chị em gặp tôi ở trực tiếp hoặc trên Zoom là năng lượng của tôi luôn luôn cao. Anh chị em thấy điều đấy không ạ? Và thực tế trong cuộc sống của tôi như vậy, lúc nào năng lượng của mình cũng cao. Có những cái sự vụ, sự việc đến với mình có thể nói là cực kỳ khó khăn luôn ấy, về mặt cảm xúc cũng được, nhưng mà xong rồi tôi kiểm soát rất nhanh, và sau đó là giải phóng, là giải phóng. Đấy, cho nên là cái trạng thái cơ thể rất quan trọng. Và cái điều thứ ba mà thầy Tony Robbins nói là bạn có thể thay đổi cảm xúc của mình và cuộc đời của mình tốt hơn được, đó là hệ thống ngôn từ. Tất cả những điều gì mà bạn nói ra thì chắc chắn nó có trong đầu của bạn. Bạn đồng ý với tôi không ạ? Tất cả những gì bạn nói ra nó có trong đầu của bạn. Cho nên cái hệ thống ngôn từ của mình phải là cái hệ thống ngôn từ người ta gọi là thôi miên ngôn từ. Cái hệ thống ngôn từ khi mình nói ra nó phải là mỹ từ. Cái lời nói của mình là cái lời nói mình nói ra nó phải là mỹ từ, hoặc là nó là phải là tuyệt mỹ từ, hoặc là đỉnh cao của ngôn từ. Đấy, tức là mỗi từ của mình ra nó phải là mỹ từ. Còn tốt hơn nữa, bạn chỉnh chu mỗi lời nói của mình để mỗi lời nói của mình nói ra nó phải là tuyệt mỹ từ. Còn cái lời nói của mình nói ra nó không phải là đẹp, nó không phải là thanh cao, nó không phải là mang lại cái điều tích cực thì đừng có nói, đừng có nói. Có khi đối với một đứa con của bạn, bạn không để ý đâu, nhưng mà cái lời nói nguyền rủa của mình đối với nó là giết chết cuộc đời của nó luôn. Mà đôi khi ba mẹ không để ý, thầy cô không để ý, mà dùng những cái ngôn từ có thể giết chết một đứa trẻ về mặt tâm thức. Thật đấy, thật. Có những cha mẹ dùng những ngôn từ làm cho đứa con nó cắm sâu trong tiềm thức của nó, và lớn lên nó trở thành đúng con người của cha mẹ nó nguyền rủa ngày xưa. Ngày xưa đâu đó cha mẹ đã nguyền rủa con mình, mày là cái đồ mất dạy. Và không biết rằng nó cắm trong tiềm thức của đứa trẻ đó, nó lớn lên, nó mặc định và nó sống với con người mất dạy mà ba mẹ nó cắm cho nó. Và thầy cô trên lớp nguyền rủa mày ngu như bò, mặc dù đứa trẻ đó nó rất là thông minh. Và cuối cùng cái môn của giáo viên nó dạy nó ngu thật, nhưng mà những môn khác đôi khi nó tốt. Còn có những đứa ngu tất luôn vì một cái lời nói của người lớn ta. Thì thầy Tony nói ba cái điều này nó tác động đến cái con người, đến cái hành vi rất lớn, và điều này có thể quản trị được cảm xúc của mình. Đó là gì ạ? Đó là điểm tập trung, đó là trạng thái cơ thể, và đó là gì ạ? Đó là hệ thống ngôn từ của mình, anh chị em. Cho nên anh chị em mình hết sức ý thức rằng mình hiện hữu để tất cả những lời nói của mình nó là phải là mỹ từ. Tất cả lời nói của bạn phải là mỹ từ hoặc là tuyệt mỹ từ thì đỉnh cao hơn nữa. Đúng không ạ? Cái bài học này tôi mới nhận ra khi mà tôi chia sẻ anh em đoạn này thôi. Tuyệt mỹ từ. Nên là mình ý thức như vậy. Và tôi cùng với anh em, tôi cùng với cộng đồng, tôi rất là biết ơn anh em lắm. Mỗi ngày tôi rất là biết ơn anh em. Tôi biết ơn anh em lắm. Ở trong phòng Zoom của mình có những anh em mà trước đây một tháng tôi không nghĩ là trong đoạn này tôi lại được ngồi chia sẻ, có những người như thế này ngồi nghe tôi nói. Tôi nghiêm túc á. Trước đây một tháng với cái sự mà mất mát trong quá khứ về cộng đồng tôi đã xây dựng hơn một năm qua, mà vì tôi tin lầm một người mà nó mất hết.
Tôi tin lầm một người mà nó mất. Và khi mà những người đó xin lại cho tôi cũng không nhận luôn. Xin lại với tôi cũng không nhận luôn. Và tôi xây lại một cái nhóm anh em mới, một nhóm cộng đồng mới từ những người tin yêu mình. Thì tôi cũng không nghĩ là trong thời gian ngắn như vậy tôi lại có những người đồng đội như Vi Hồng, như là cô Hà, như cô Khánh Ngọc, như Tùng Lâm, như em Mai, như em Hùng, rồi rất nhiều anh em. Đương nhiên những nhóm anh em cũ thôi không nói, những anh em mới đó, những anh em mới đấy. Còn những anh em cũ để theo tôi trong vòng thời gian mà khi bắt đầu cái phòng Zoom này thì tôi quá hạnh phúc rồi, những anh em đi cùng với tôi đấy. Và tôi rất là trân trọng, bởi vì những cái điều như thế này mà anh em mình cùng với nhau để xây dựng cái cộng đồng nó tốt đẹp đấy. Tôi rất là biết ơn anh em. Và chính anh em giúp tôi ý thức rằng tôi phải lớn hơn mỗi ngày. Anh chị em lớn lên 1%, nhưng tôi ý thức tôi phải lớn hơn mỗi ngày. Lớn hơn mỗi ngày, nhiều hơn 1%, lớn hơn nhất có thể. Cho nên 3 giờ sáng tôi phải thức dậy là như vậy. Mà anh chị em thấy rằng là cái ý, cái năng lượng nó đến từ cái khát khao, cái mong muốn, cái khát vọng để chinh phục cái giấc mơ của mình trong giai đoạn hiện nay. Và càng nghịch cảnh, người dân càng khó khăn, càng nghịch cảnh, thì cái sứ mệnh của tôi nó lại càng thôi thúc tôi lớn hơn. Nó càng thôi thúc mình, nó làm cái gì đó, nó sôi sục trong lòng mình để nó giải quyết, để nó làm những cái chuyện chắc ẩn như vậy, để nó giải quyết được những cái mà mình gọi là giấc mơ của mình, để cái đứa con tinh thần của mình nó lớn lên, đúng không ạ? Một lần nữa biết ơn anh em. Và anh chị em ý, anh chị em có thấy rất rõ cái cộng đồng tôi đang cùng với anh chị em xây, nó cũng không đến từ ý thức của tôi đâu, nhưng mà nó đến từ một cái sự soi sáng, nó đến từ cái sự soi sáng rất lớn từ ơn trên. Và tôi biết điều đấy, và tôi xác tín đó là sự soi sáng. Và cái chương trình buổi tối, chúng ta mới trải qua cái chương trình đào tạo qua Zoom 5 ngày đầu tiên rất khác biệt, thì tôi cũng xác tín rằng cái buổi tối đấy nó là sự soi sáng. Nó là sự soi sáng để khi mà tôi viết ra được một cái sơ đồ tổ chức mà cái vận hành qua Zoom nó tới 10 cấp độ. Tôi viết, anh chị em mà gặp tôi thì ngay hay thấy là tôi rất mơ mộng. Tôi viết, tôi nghĩ những chuyện nó xa lắm. Tôi nghĩ chuyện nhiều năm sau, không bao giờ tôi nghĩ chuyện ngày mai lắm. Người ta nói là cái tính logic nó có thể đưa cho bạn để từ điểm A đến điểm B, nhưng mà cái sự tưởng tượng nó có thể đưa bạn đến tất cả nơi nào bạn muốn. Và tôi là người tưởng tượng rất tốt. Anh chị em gặp tôi là người tưởng tượng rất là tốt. Tôi là họa sĩ đấy, tôi vẽ tranh tốt lắm. Đúng không? Tôi tưởng tượng rất tốt. Tôi là tưởng tượng rất tốt thật mà. Tại vì khi mà tôi chưa xây cái nhà, tôi làm cái trường mầm non đầu tiên ấy, lúc đó 4 phòng thôi. Và lúc đó tôi định vị là ở đây là cái trường mầm non, sẽ là cái trường mầm non tốt nhất khu vực này. Và tôi tưởng tượng để tôi vẽ cái trường nó ra trên giấy trước. Và đúng, đến 2016 tôi xây cái trường nó xong thật, mà tốt nhất khu này thật. Đây, tức là cái sự tưởng tượng nó dẫn mình đến tất cả nơi nào bạn muốn. Đúng không ạ? Thì tôi được soi sáng để có 2 cái giờ buổi sáng buổi tối. Và tôi lại tưởng tượng, tôi nhìn thấy rất rõ luôn là trong thời gian không xa nữa, và cái cộng đồng của mình vô cùng tuyệt vời. Có 500 anh em, 1.000 anh em trên phòng Zoom buổi sáng, nó cùng nhau nó tạo năng lượng. Có bạn nói là tôi ở nhà tôi tự lên YouTube, tôi bật ra buổi sáng 4:30, tôi cũng nghe những cái này. Cái video anh chị em nghe là do tôi chỉ đạo thiết kế ra đấy, đúng không ạ? Còn anh chị em tự lên YouTube cũng tìm được những bài thiền như vậy. Nhưng mà anh chị em thấy là mình ở nhà một mình hay là trong cộng đồng như vậy nó tốt hơn ạ? Trong cộng đồng nó tốt hơn chứ, đúng không? Nó cộng hưởng cái năng lượng, cộng hưởng năng lượng. Như vậy thì mỗi buổi sáng anh chị em mình, tôi thiết kế này, mỗi buổi sáng anh em mình xây dựng cái thói quen, xây dựng cái hệ thống thói quen của bình an và thịnh vượng, để được thịnh vượng và bình an. Nó khác nha anh chị em. Buổi sáng mình xây dựng cái thói quen bình an, mình xây dựng cái thói quen bình an và thịnh vượng để mình chinh phục cái sự thịnh vượng và bình an trong tương lai. Đấy. Tại vì bây giờ mình đa phần mình chưa thịnh vượng được, nhưng mà bây giờ mình bình an được không? Tức là ngay bây giờ anh em mình hầu như chưa có thịnh vượng đâu,
Nhưng mà bây giờ anh em mình bình an được không? Được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình xây dựng cái hệ thống thói quen bình an và thịnh vượng để mình đón nhận cái sự thịnh vượng và bình an trong tương lai. Ok. Và mỗi buổi tối thì cái chương trình học nó không phải là liên tục. Tôi xây dựng cái chương trình 10 ngày, xong mình sẽ ngưng 10 ngày, xong tiếp tục 10 ngày. Thì cái quy trình của chương trình đó, cái quy trình của hệ thống đó, tôi xây dựng quy trình để anh chị em đi trên một cái hành trình. Nó là một quy trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Đó là một quy trình rất chuẩn nha. Tức là từ một cái suy nghĩ của ai đó, một cái ý tưởng thôi. Trên cái quy trình này có thể dẫn bạn để công ty của bạn lên sàn chứng khoán được luôn. Ghê không ạ? Đó là quy trình như vậy á. Tức là quy trình để dẫn dắt để công ty của bạn lên sàn chứng khoán. Trước đây một mình tôi thì tôi nghĩ là xây dựng một tập đoàn ở Việt Nam là được rồi, một tập đoàn đa ngành được rồi. Nhưng mà khi tôi ngồi với anh Ken Bay, chúng tôi phản biện với nhau rất nhiều. Chúng tôi phản biện với nhau rất nhiều. Lâu nay tại sao những doanh nghiệp quốc tế nó lại về Việt Nam, nó lại chi phối thống lĩnh được, và tại sao ở Việt Nam mình không xây dựng được những cái công ty, những doanh nghiệp mà mình đi ra thế giới được? Anh Ken Bay đặt vấn đề cho tôi vậy đấy. Và chúng tôi ngồi vẽ với quy trình thì nó từng bước một để dẫn anh em đi đi xa như vậy. Đúng không ạ? Và buổi tối tôi rất là vui khi mà trên cái hệ thống nó vừa trang bị cho anh chị em kiến thức, kỹ năng, phương pháp để giúp anh chị em mình từ cái người học này trở thành cái người chia sẻ learn, share, teach, master. Tức là từng bước một trên cái quá trình học vận hành đó mình trở thành chuyên gia. À, và chuyên gia ở cấp độ 1 là chuyên gia về cái vận hành quy trình để bán hàng. Đúng không ạ? Đấy. Còn chuyên gia hơn nữa là chuyên gia đào tạo. Chuyên gia hơn nữa là anh chị em trở thành một nhà lãnh đạo. Thì quy trình tôi xây dựng buổi tối là như vậy. Buổi sáng, chương trình học buổi sáng. Và anh chị em yên tâm rằng là hiện nay trên cái bối cảnh của đất nước Việt Nam, không có bất kỳ tổ chức nào kiến tạo nên một cái chương trình giá trị như thế với mức phí như vậy. Anh chị em tin không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy cái hệ thống chương trình của tôi, anh chị em sở hữu nó để dùng để mua được học á, nó giá trị như thế, nhưng mà chỉ có cái giá như vậy thôi. Không có đâu ạ, không có ai mà làm cái chương trình gì mà chương trình bây giờ tháng 3 này là chương trình Mai Seo Chin. Anh chị em mua Mai Seo Chin, anh chị em được cái gì ạ? Mua cái Mai Seo Chin anh chị em được gì ạ? Được được tìm kiếm tài năng bán hàng ở trong mình để biết mình có tài năng gì, được sở hữu cái chương trình đóng gói, cái quy trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an 10, cái video clip của cái hệ thống bán hàng, rồi anh chị em sở hữu được cái role phát tác, và anh chị em được học 10 ngày qua Zoom hướng dẫn anh chị em để trở thành nhà lãnh đạo cấp tốc. Cái nhà lãnh đạo đó là cấp tốc nha, tức là lãnh đạo được cái đội nhóm của mình thôi. Và anh chị em được 2 ngày học chuyên sâu, anh chị em còn được xây dựng cái hệ thống thói quen thịnh vượng và bình an trên Zoom, và anh chị em được thay đổi cuộc đời cùng với tôi. Thì cái điều đó làm gì có ai ai tổ chức vậy đâu. Tôi cho hết rồi, không có ai tổ chức. Nhưng mà khi anh em học á, anh em thấy cái bối cảnh này mới ghê này. Anh chị em có biết rằng là anh chị em đóng 3 triệu học cái chương trình đó, toàn bộ sở hữu quy trình đó, 10 triệu cũng không mua được đâu. Đúng không ạ? Cái giá trị như thế này 10 triệu cũng không mua được đâu. Thậm chí có những người bảo là, cô Hà nói trước đây em học những chương trình, là mấy anh em nói là trước đây học chương trình là vài chục triệu cũng không bằng chương trình của thầy. Tôi biết ơn anh em rất nhiều, bởi vì có rất nhiều anh em trong phòng Zoom này gần như đã thay đổi, đã tỉnh thức từ cái hệ thống chương trình của tôi. Đấy. Thật mà anh chị em đi với tôi là đi nguyên một hành trình chứ đâu phải đi một ngày 2 ngày đâu. Đó. Và với công thức tôi đặt ra, anh chị em có biết rằng là anh chị em học xong rồi nhận được giá trị rồi, chỉ cần giúp một người thôi, chỉ cần giúp một người, nhiều nhất là 2 người cùng học với mình là anh chị em được lấy tiền lại bỏ túi à. À, tức là tại vì tôi tư duy là muốn cho cộng đồng học miễn phí, nhưng mà cộng đồng phải gia tăng giá trị thì cộng đồng mới miễn phí. Tôi dùng công thức của 5 đòn 7 siêu đỉnh luôn á. À, sau này anh chị em mà offline á nha, anh chị em offline tôi lấy đồ vật hiện hữu ra, bắt đầu tôi lấy 5 nguồn lực ra, tôi chứng minh cho anh chị em thấy với cái công thức này trong vòng 1 năm có thể x2 tài sản là chuyện bình thường. Anh chị em 1 năm mà tài sản của mình nhân 2 á, anh chị em thấy 1 năm mình có 1 tỷ, 1 năm mình tạo ra 2 tỷ thì đó là
là tuyệt vời hay rất tuyệt vời ạ? Trong một năm nha, bạn có 1 tỷ, bạn tạo ra 2 tỷ là tuyệt vời hay rất tuyệt vời? Một năm á, một năm nhân đôi tài sản là tuyệt vời không? Thật mà. Ok. Ok. Cái gì chứ cái chuyện mà đòn bẩy là tôi tự hào. Tôi tự hào. Đấy, anh chị em biết tôi thì tôi tự hào. Để từ hai bàn tay trắng mà lập nên sự nghiệp, tôi tự hào về cái quy trình vận hành cái đòn bẩy của mình. Và tôi chứng minh được bằng công thức anh chị em. Tôi chứng minh được luôn chứ không phải là tôi nói không. Tại vì tôi là người tưởng tượng nhưng mà lại cực kỳ logic. Anh chị em gặp tôi á, bất kể vấn đề gì muốn tôi phân tích thì rất nhiều anh em gặp tôi bảo là tôi có khả năng trẻ cộng tóc ra làm tám. Nếu mà tôi phân tích vấn đề sâu thì tôi có thể trẻ cộng tóc ra làm tám. Tức là phân tích mọi việc rất sâu. Và khi mà tôi nhúng mình vào chi tiết rồi thì gần gần như là hiếm ai chi tiết hơn tôi luôn á. Đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy cái hệ thống chương trình như vậy mong muốn anh chị em lan tỏa giá trị. Và quy trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an nó tiếp diễn, nó bắt đầu. Và với cái quy trình này thì tôi tự đặt câu hỏi, như ngày hôm qua xong thì tôi đặt câu hỏi và tôi có ghi trên Facebook của mình lúc 2:40 thì phải, sáng nay á, 2:40 sáng nay thì tôi dậy xong rồi tôi ngồi tôi suy tư một chút và tôi viết lên Facebook của mình, xong tôi ngồi cầu nguyện, tôi viết là ước gì, có một cái ước ao, ước gì mỗi người dân được thịnh vượng và bình an, ước gì mỗi học sinh Việt Nam được học tập trong một môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Ước gì mỗi gia đình Việt Nam được bình an và hạnh phúc. Đây, tôi đang ghi trên Facebook của mình lúc sáng nay. À, và trên đó có hai câu tôi viết ở 2 ngày hôm qua và hôm kia. Tôi viết là giá trị của tình yêu là biết yêu giá trị trong tình yêu nhất thể. Giá trị của tình yêu là biết yêu giá trị trong tình yêu nhất thể. Và cái câu thứ hai tôi viết là hãy hiện hữu trong yêu thương và tỉnh thức để thức tỉnh ai đó. Đúng không ạ? Và hôm nay thì tôi viết một câu để đặt câu hỏi, đặt vấn đề cho các bạn. Là bạn có thể bỏ thời gian đi kiếm tiền, nhưng liệu bạn có thể bỏ tiền để mua lại thời gian của bạn hay không? Đúng không ạ? Thì tôi đặt vấn đề như vậy và tôi nhìn thấy một cái câu chuyện, nếu đặt tình huống anh em cộng đồng, anh em trải nghiệm trong thời gian vừa qua, anh em trải nghiệm trong thời gian vừa qua với tôi, thì anh em đặt câu hỏi là, nếu gia đình của mình, vợ chồng, nếu con của mình lớn rồi, con của mình từ cấp 2 đến cấp 3 rồi, nếu gia đình của mình mọi người cùng ý thức dậy xây dựng thói quen bình an và thịnh vượng buổi sáng này, thì gia đình của mình có hạnh phúc không? Chỉ cần nếu như cả vợ lẫn chồng chỉ cần sáng dậy, ông chồng ông lười quá ông ngủ, thì chỉ cần cho ông dậy cùng nghe tờ kinh thôi, chỉ cùng nhau nghe cái đoạn thiền năng lượng và nghe tờ kinh thôi, rồi anh đi làm việc gì đi, ông Thái ông nói tào lao lắm, không cần nghe ông, anh là tiến sĩ rồi, ông không cần nghe ông, nghe cái gì này thôi được không, thì lúc đó vợ chồng đã hạnh phúc rồi. Tức là tôi muốn nói rằng là gia đình của bạn nếu ai cũng ý thức rằng mình cùng với nhau mình luyện, cùng với nhau có một cái bối cảnh để được rèn luyện với nhau như thế này thì có phải tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Đó, sắp xếp để cùng với nhau tạo cái bối cảnh trong gia đình của mình, mỗi người cùng nâng tầm trí tuệ, cùng gia tăng giá trị và cùng phụng sự. Rồi, nếu trong công ty bạn đã trải nghiệm cái chương trình 5 ngày và bạn đã trải nghiệm cái quy trình bán hàng và trải nghiệm quy trình đào tạo lãnh đạo, thì bạn biết nè, tôi đặt vấn đề nè, nếu nguyên công ty của bạn mà cùng đồng hành với tôi thì công ty của bạn nó tạo ra một cái phúc đức rất lớn cho xã hội. Bao nhiêu bạn tin điều này ạ? Nếu nguyên bạn và công ty của bạn lớn thế nào tôi không biết, nhưng mà nếu nguyên cái công ty của bạn á mà được xây dựng cái hệ thống thói quen này buổi sáng để cùng với nhau học cái quy trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an, thì doanh số của công ty của bạn và cái sự hạnh phúc, cái sự triều long, cái sự tròn vai trong công ty của bạn nó là số dắt. Yes.
để mà sở hữu được cái hệ thống đào tạo, cái quy trình đào tạo như thế này cho một cái công ty, cho một cái tập đoàn, thậm chí cả một cái tập đoàn luôn. Tôi nói thật á, nếu mà một cái tập đoàn mà toàn bộ nhân viên được xây dựng cái hệ thống thói quen giống như mình đang làm, mà được sở hữu cái quy trình giống như tôi đang làm cho anh em buổi tối, thì công ty nó sẽ đột phá. Tôi nói rất là nghiêm túc nha anh chị em, tôi nói thực sự nghiêm túc ấy, thực sự nghiêm túc á. Bởi vì những cái mà chúng tôi đang triển khai cho cộng đồng, nó không phải đơn giản mà một tổ chức nào có được đâu. Nó được phát triển trên cái nền tảng trí tuệ khoa học. Và tôi cân nó ở một cái tam giác. Đó là gì ạ? Công ty tôi đặt cái tên là công ty ứng dụng khoa học, giáo dục, khởi nghiệp. Tức là nó nối với ba cái nền tảng nha: khoa học, giáo dục, khởi nghiệp. Anh chị em cái tam giác đó, nó nối khoa học, giáo dục, khởi nghiệp. Khoa học làm đòn bẩy, giáo dục là cốt lõi, khởi nghiệp là giá trị. Đấy, ba cái việc này, ba cái tam giác nối nó lại. Không dễ gì mà thuê được một cái tổ chức đào tạo như thế này cho nhân viên đâu. Nhưng mà anh chị em mình hoàn toàn có thể nguyên hệ thống công ty nhân viên mình học ở đây được. Còn nếu anh chị em chưa có công ty, thì tôi đã chuẩn bị cho anh chị em sẵn cái câu hỏi. Anh chị em theo dõi tôi thì không bao giờ tôi nói cái việc gì trước đó nó không có mục tiêu cho phía sau đâu nha. Tại vì cái gì tôi nói phía trước nó logic và nó sẽ phục vụ cho cái việc phía sau. Tại sao tôi hỏi bạn là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của bạn là cái gì? Tôi hỏi câu đó để tôi muốn trên cái hành trình này giúp bạn. Và ba việc chi tiết mỗi ngày bạn phải làm là cái gì chứ không phải là tôi làm. Tại vì tôi làm là bạn không có phúc đức. Tôi hỏi bạn làm cái gì? Đúng không ạ? Anh ơi còn 5 phút chứ nhỉ? Anh nhìn giờ còn 5 phút sao lại 2 phút? Ok. Đấy. Và 100 người đồng hành với bạn là ai? Đấy. Để chuẩn bị cho bạn. Để bạn hành động. Ok. Trong đây thì... cảm ơn chị em, đồng hồ của tôi nếu nó chạy chậm thì xin lỗi anh em nhé. Tôi cứ nhìn thấy còn khoảng 5 phút nữa. Nên trong buổi hôm nay tôi muốn rõ cái phần này cho anh em. Để anh chị em thấy nếu như là 100 người cùng đồng hành với mình trong được học với mình, hoặc là tất cả mọi người trong cộng đồng mà được trải nghiệm cái chương trình thói quen buổi sáng và buổi tối thì nó như thế nào? Đúng không ạ? Đó là cái phần mà chia sẻ của tôi sáng nay. Tôi ý định là dành 10 phút để cho anh em chia sẻ. Nhưng mà xin lỗi tại vì tôi nói hơi bị dài rồi. Xin lỗi anh chị em. 2 phút nữa hết giờ, tôi xin một cái chia sẻ. Anh giúp thầy là cái chia sẻ này điều chỉnh cho thầy chia sẻ xong một người là mình mới tắt dùng nhé. Ok, cảm ơn anh. Ok, xin mời ạ. Anh chị em nào chia sẻ cái cảm nhận gì không ạ? Chia sẻ cái điều gì đó trong buổi sáng ngày hôm nay với cái câu hỏi của tôi không ạ? Xin mời. Xin mời ạ. Xin mời sự chia sẻ của quý anh chị nào đó. Xin mời Minh Hồng đúng không? Em chào thầy. Chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi sáng hôm nay. Chúc chúng ta có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Thật ra thì mấy ngày hôm nay thực sự em cũng rất là muốn chia sẻ một chút về cái hành trình mà mình đi. Thì thực sự mấy ngày hôm nay, trong năm nay thì em nhận ra được hai cái key. Cái key thứ nhất đó là cái key hồi sinh. Còn cái key thứ hai, cái key hồi sinh thực sự là em thấy nó cực kỳ hay luôn. Nó là cái sự sống. Còn cái key thứ hai mà em nhận ra là trong cái quá trình mình hình thành và mình rèn luyện và mình cùng nhau khởi nghiệp, và thầy đã tạo ra một cái cộng đồng để cho tất cả các anh chị em của chúng ta phát triển, thì thực sự đây là những cái thời gian vô cùng quý báu. Nó thời gian mà chúng ta học một năm có thể là bằng 30 năm mà chúng ta đã đang học, chúng ta đã học và chúng ta đã làm. Nó sẽ thay đổi, đột phá cái tư duy ở bên trong của chúng ta. Và cái điều đặc biệt trong cái thế hệ, trong cái thế kỷ này, nếu như mà chúng ta không có sự rèn luyện, không có sự trau dồi liên tục á, thì nó rất là nguy hiểm. Ở một chỗ đó nó sẽ bị mù chữ trong thời hiện đại.
thực sự là nó sẽ bị mù chữ trong thời hiện đại. Hiện nay rất nhiều người tưởng rằng ta được học, nhưng nếu không có cập nhật được kiến thức thì đó chính là cái sự mù chữ trong thời hiện đại, và cái điều đó nó nguy hiểm hơn, hơn rất rất nhiều lần. Và đặc biệt là các thầy cô nếu không có sự thay đổi thì mình sẽ làm cho một thế hệ tiếp theo sẽ bị mù chữ trong thời hiện đại. Và cái điều đấy nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Tại vì thời đại này, cái kiến thức của ngày hôm nay mình chia sẻ nó đang phù hợp với cái thời điểm này, nhưng cái thế hệ này, cái xã hội này, thế giới này nó không ngừng vận động, nó liên tục thay đổi và nó luôn luôn có những cái mới. Và nếu chúng ta không có ý thức tự học, không có ý thức tự rèn, không có ý thức tự vươn lên thì cái điều đó nó vô cùng nguy hiểm trong cái thời đại công nghệ này. Và thực sự là khi mà mình tạo ra một cộng đồng này, mình cần phải có cái sự lan tỏa rất là lớn. Để làm gì? Để các thầy cô phải có cái sự thay đổi về cái tư duy, thay đổi về cách dạy, thay đổi về cách điều hành, thay đổi tất cả mọi cái từ ngôn từ. Cho nên là khi mà tổ chức một cái chương trình gì các bạn định tổ chức thì em hỏi là các bạn tổ chức thì các bạn phải luôn luôn chú ý đến ngôn từ. Luôn luôn chú ý đến ngôn từ. Bởi vì những cái mà chúng ta nói thường thường nó sẽ rất là mạnh. Ví dụ chúng ta nói là con đừng lười học, thì cái từ gì nó đọng lại? Không phải từ đừng, đó là từ lười học. Đúng ạ. Thì đó chính là cái mà thực sự là mình trăn trở vô cùng. Và trong một cái cộng đồng này, với cái tinh thần là giáo dục khởi nghiệp, thì đưa cái nền tảng của khoa học giáo dục, đưa cái nền tảng của công nghệ, thì một trong năm cái ngành nghề phát triển trong cái giai đoạn đột phá trong giai đoạn tới đây, đó là công nghệ, thì mình đã được ứng dụng vào đây để mình phát triển. Thì chúng ta cùng nhau phát triển, cùng nhau học hành, để cùng nhau nâng tuệ của chúng ta lên, nâng tuệ sửa tâm, thì chắc chắn tầm nó sẽ tới. Mà tầm tới thì chắc chắn tiền tới. Em tin tưởng điều đấy. Và okay. Em chúc tất cả các anh chị em của chúng ta sẽ có cái sự đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới, để chúng ta làm được nhiều điều có giá trị cho cuộc sống. Và khi chúng ta làm được nhiều điều có giá trị cuộc sống, tức là vị thế của chúng ta được nâng lên. Và vị thế của chúng ta được nâng lên thì các bạn cũng không phải lo cơm áo gạo tiền. Cảm ơn. Biết ơn em rất nhiều Vĩ Hồng. Biết ơn em khi gặp thầy rồi em có một cái niềm tin mãnh liệt với thầy, và em đồng hành với thầy và em lan tỏa giá trị. Thì thầy biết ơn em đã kết nối với thầy những người thầy, những người cô vô cùng tuyệt vời, như là bắt đầu từ cô Hà rồi đến thầy Tùng Lâm, đến cô Khánh Ngọc và những anh em tiếp theo sau đó nữa. Biết ơn em. Chắc chắn anh em mình sẽ làm nên điều thần kỳ của Việt Nam trong giai đoạn mới. Một lần nữa biết ơn em rất nhiều. Ok, biết ơn em. Mở mic chào nhau nha. Hết giờ rồi, không được nói nữa đâu. Đội ngũ phụng sự giờ khó lắm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả cộng đồng. Chúc cả nhà ngày mới. Thầy và cả nhà ngày mới năng lượng. Bình an. Nhà ngày mới năng lượng. Ngày mới tràn đầy năng lượng. Chúc cả nhà ngày mới bình an. Chúc cả nhà. Bài học hôm nay rất là ý nghĩa. Ngày mới năng lượng. Cảm ơn bạn Hồng Minh. Cảm ơn Nguyệt, em Dung, em Dương. Chào Khánh Ngọc ạ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.